trở lại với Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay sân Thiên Trường rất vui mừng được chào đón các đội tuyển của khu vực Đông Nam Á. Ngày hôm nay là đội tuyển Lào U23 và đặc biệt là đến với đội tuyển U23 Lào. We would like to invite all of you to stand for the national anthem. Phải có được chiến thắng trong trận đấu then chốt như thế này. Đây là đội hình ra sân của U23 Singapore trong trận đấu ngày hôm nay. Thủ thành của họ mang áo số 1 Jaifun, cũng là người mang băng đội trưởng. Cao thủ gồm có số 4 Nu Adam, số 5 Ryan, số 15 Harris, số 16 Ryan, số 13 Siharun, số 13 Junfami, số 8 Shad, số 29 Joen, số 19 Khairin và số 20 tiền đạo Jikos. Còn đây là đội hình của U23 Lào ở trận đấu ngày hôm nay với thủ môn mang áo số 12 Kheldone, số 2 Futavong, số 3 Anataza, số 4 Kaha, số 6 Chantavisay, số 10. Như vậy là bóng đã lăn trên sân Thiên Trường trong cuộc so tài giữa U23 Singapore và U23 Lào. Khán đài B của sân Thiên Trường ngày hôm nay đã được lấp rất nhiều bởi các cổ động viên của tỉnh Nam Định cũng như các địa phương lân cận đến đây để theo dõi những diễn biến của môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Huấn luyện viên Michael Vest của U23 Lào đã thực sự ngạc nhiên khi thấy đội bóng của mình nhận được sự ủng hộ và quan tâm đông đảo như vậy của các cổ động viên đến từ Nam Định. Đó là một tình cảm rất đỗi thân thương mà các cổ động viên Nam Định đã dành cho đội tuyển U23 Lào. Họ đã chuẩn bị rất nhiều để hướng đến trận đấu này với những lá cờ để cổ vũ cho U23 Lào. Cùng với đó là những hội nhóm tập trung lại để về với sân Thiên Trường giống như họ vẫn hay cổ vũ cho câu lạc bộ Nam Định thi đấu tại V-League. Cơ hội đầu tiên dành cho cao thủ Singapore. Quả trống rất nguy hiểm. Đó là pha băng xuống của Khairin. U23 Singapore đã nhập cuộc tốt ở trận đấu ngày hôm nay, rất khí thế. Một đường tấn công bên hành lang cánh trái. Và Khairin đã tung ra đường chuyền vào trong. Tuy nhiên người đồng đội của anh là số 20 Jikos đã không tiếp cận được với bóng. Đây là ông Nasri Nasir, huấn luyện viên trưởng của U23 Singapore. Một cựu tuyển thủ quốc gia Singapore và cũng từng giữ băng đội thủ quân của đội tuyển Singapore, giành được chiếc vô địch AFF Cup, chiếc vô địch Tiger Cup năm 1998 tại Việt Nam. Lúc này tại sân Thiên Trường thì trời đang có nắng, thế nhưng nhiệt độ không phải là quá cao. Một pha bóng khá nguy hiểm, tình huống treo bóng vào của cao thủ U23 Lào. Bóng bổng luôn là điểm mạnh của cầu thủ U23 Singapore. Như ở trong tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên của U23 Lào thì đó là một tình huống bóng bổng và đến từ một tình huống đá phạt cố định. Quả phạt góc đầu tiên trong trận đấu này sẽ thuộc về U23 Lào. Người đá phạt là Futavong. Cơ hội. Rõ ràng trong những tình huống cần tới thể hình và sức mạnh thì cao thủ Singapore phần nào chiếm ưu thế hơn. Huấn luyện viên trên sân vận động Thiên Trường đang giúp cho các cầu thủ áo xanh thi đấu rất tự tin ở những phút đầu trận này. Tuổi nhất trong đội hình, người năm nay đã 34 tuổi. Treo bóng. Vẫn là các cầu thủ U23 Lào dứt điểm. Đối mặt. Giải Phun đã băng ra rất kịp thời trong tình huống vừa rồi. Của thủ thành dày dặn kinh nghiệm Giải Phun thì không biết rằng điều gì đã xảy ra trong tình huống này. Ekamai là người đã có cơ hội đối mặt Adam. Bàn đi. Tuy nhiên ở giải đấu năm nay thì họ không thể góp mặt vì nhiều lý do khác nhau. Bên cạnh đó thì một thiếu tích cực về nhân sự dành cho U23 Singapore. Khairin. À,
cao thủ U23 Lào, Bunphachan. Bunphachan vẫn đang là mũi nhọn của cao thủ U23 Lào. Bằng chống rất nguy hiểm. Tình huống dứt điểm luôn của hậu vệ cánh. Bunphachan. Vẫn là Bunphachan. Rất bình tĩnh. Số 17 của UEFA. Phút thả bóng. Được bóng vào. Chưa có một tình huống tiếp cận. Vẫn đang là các cầu thủ Lào. Đang là các cầu thủ Lào. Sút xa. Châu Ê Ba Lào với một tuyệt phẩm, đó là bàn thắng của Ê Ca Mai. Quá đẹp mắt Ê Ca Mai. Ê Ca Mai là người có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của U23 Lào trận đấu ngày hôm nay, và anh cũng chính là người mở tỷ số cho U23 Lào với một tình huống dứt điểm rất đẹp mắt ở phút gặp bò ở những phút đã qua. Một tình huống mà Ê Ca Mai đã ra chân cực kỳ quyết đoán bằng chân trái. Cú đá rất khó của cầu thủ mang áo số 20 bên phía U23 Lào. Quả bóng đi vào góc gần, nhưng lực đi rất tốt và không cho thủ thành Jai Phun của U23 Singapore bất cứ cơ hội nào. Đây cũng là một pha bóng mà hàng thủ của U23 Singapore của Nu Adam. Nhưng đó là một tình huống quá sâu. Vẫn đang là cao thủ Singapore. Bây giờ thì chắc chắn là Singapore sẽ phải tấn công quyết liệt hơn. Đó là tình huống băng vào của Nu Adam. Một tình huống mà hàng phòng ngự của U23 Lào, cụ thể là Damot. Khairin là cầu thủ có kỹ thuật rất tốt. Khairin! Cú đá cự ly gần của số 19 bên phía U23 Singapore. Đó là một quyết định hoàn toàn dễ hiểu của Khairin. Không có nhiều lựa chọn cho cầu thủ mang áo số 19 này. Và sau một pha đi bóng tốt thì Khairin đã quyết định tung ra cú đá ngay. Cũng thi đấu không khác gì như trên sân nhà. Rất nhiều cổ động viên của bóng đá Lào đã định dành cho U23 Lào. Có thể kiểm nghiệm cơ hội. Một cú chèo bóng vào trong nhưng bóng không đến được với cầu thủ của U23 Lào. Kami. Vẫn là Phu Tha Vong với tình huống đá phạt góc. Lào. Bunphachan. Khá nhiều những khoảng trống đang được dành cho các cầu thủ. Sự chú ý sẽ được dành cho Zikos Chua cùng với Ryan Stewart, những cầu thủ có chiều cao tốt nhất bên phía U23 Singapore. Dù Phạm Mì đá phạt. Nguy hiểm. Futasei thực sự là tương đối thất thế nếu so sánh với Muhammadu Ryan. Chưa có đủ cầu thủ để cho Bunphachan có thể phối hợp. Họ cũng chưa thể tạo ra được một thế trận áp đảo. Số 19 Khairin có lẽ là điểm sáng lớn nhất trong đội hình của U23 Singapore cho đến thời điểm này. Tan rất nhiều khoảng trống. Không phải là một đường truyền. Bunphachan. Cú đá ngay của tiền đạo bên phía U23 Lào. Trưởng của U23 Lào lại tung ra một cú dứt điểm. Cú dứt điểm này không quá hiểm hóc và thủ thành Jai Phun vẫn làm chủ được tình hình. Nhiều khoảng trống. Cơ hội. Bóng vẫn còn. Cơ hội để dứt điểm một cách thuận lợi. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống nguy hiểm trước đó được tạo ra bởi Ryan. Số 16 Ryan Griffin cũng đã rất nỗ lực để có thể làm động tác giả. Dứt điểm. Bóng nó chạm chân trung vệ của U23 Lào trước khi đi ra chân của Muhammad Siarun. Khoảng trống mở ra và Siarun. Joel là người đá phạt góc. Một tình huống treo bóng về phía xa. Chan. Đó là Bunphachan. Rồi. Cho cao thủ Singapore. Thời cơ. Phải là một tình huống Singapore rất hợp lý.
vẫn còn nguy hiểm, đã đập ra ngang. Đó có thể coi là cơ hội nguy hiểm nhất của U23 Singapore ở trong bộ cầu thủ số 8. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha xử lý thiếu quyết đoán của cầu thủ U23 Lào đã mở ra cơ hội cho Muhammad Shad. Đá phạt góc của Siarun nguy hiểm. Vẫn là sự chủ động của các cầu thủ áo đỏ. Những tình huống phòng ngự thì các cầu thủ U23 Lào thường bị thất thế.